Chị đi đâu đấy? Chị có biết ăn quả này không? Ừ. Chị xuống nhà, chị xuống đi lấy à. Thế nào, biết phải gì không? Chị biết phải gì không nào? Chín ngon này. Chị đang tập gặp đấy, chị đang tập gặp đấy. Đây mẹ, đây mẹ. Đây. Chị thích cầm cái này. Lấy sao ăn? Ừ. Cầm lấy sao ăn? Ăn điều này gì? Điều này mới được gì? Nè.